Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn cà pháo. Và giới thiệu với quý vị các bạn, đây là giống cà chịu nhiệt. Vườn cà này mới trồng trong tháng 4 âm lịch, mà giờ này là trong tháng 5 mà nó đã ra hoa đậu quả rất là nhiều rồi. Mình muốn chia sẻ với quý vị các bạn cái giống cà này và thời vụ trồng giống cà chịu nhiệt này các bạn nhé. Nhìn chung thì giống cà chịu nhiệt này có thể trồng được quanh năm. Trồng từ tháng 9 thì có thể thu vào tháng 2 âm lịch. Nếu chúng ta trồng vào tháng 2 âm lịch thì có thể là tháng 5 sẽ được thu hoạch rộ. Bởi do trồng vào thời kỳ mùa đông và mùa xuân thì cây sinh trưởng phát triển chậm hơn so với trồng vào cái thời kỳ mùa hè này. Đây, quý vị các bạn thấy mới trồng được khoảng 1 tháng 10 ngày thôi. Mà cây cà lá rất là to, nhìn như là cây cà tím quý vị các bạn ạ. Còn nếu chúng ta trồng vào tháng 3, tháng 4 này thì có thể là từ tháng 5 trở đi sẽ thu hoạch rất là rộ. Và hiện thời thì một số hộ gia đình mới hạ trồng cây con thì có thể là thu vào tháng 6 âm lịch đến tận cuối năm. Thì nói tóm lại là cây cà chịu nhiệt này có thể trồng được quanh năm. Nó không như là giống cà ta trước đây. Và đặc điểm của cây cà này là cây sinh trưởng phát triển rất là mạnh, quả to, năng suất và sản lượng cao hơn hẳn so với giống cà ta trước đây. Đây quý vị các bạn thấy quả rất là sai. Đây là giống cà chùm đấy. Với một cây này thì rất là nhiều quả, nhiều lớp quả khác nhau. Quả to, quả nhỏ, rồi có cả lớp hoa trên ngọn này. Và nếu thu hoạch cái vụ cà này và chăm sóc tốt, phòng trừ bệnh hại tốt thì có thể thu đến tận tháng 10 âm lịch. Đây quý vị các bạn thấy là người trồng cà của mình cũng đã tiến hành bắc giàn. Nếu cây cà này phát triển mạnh mà không bị bệnh hại thì có thể cao trên 1 mét. Đây người trồng cà của mình đã tiến hành bắc giàn để phòng trừ ngã đổ do gió hoặc là mưa lớn gây ra. Đây quý vị các bạn thấy quả rất là sai. Nếu trồng cà tháng 2 mà chăm sóc tốt thì cũng thu đến tận tháng 7, tháng 8 các bạn ạ. Và cái chăm sóc thì cũng không khác gì giống cà ta trước đây. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì cái việc tạo ra rất nhiều loại phân tốt trên thị trường thì cũng đáp ứng được hầu hết nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng và đặc biệt là cây cà này. Và mặt mạnh của cây cà này so với cây cà ta thì ít cái bệnh sùi ngọn hơn. Còn cái việc thu hoạch thì cũng 3 đến 4 ngày sẽ thu hoạch một nứa. Nhưng với quả to thì thu hoạch sẽ dễ dàng hơn giống cà ta. Đây quý vị các bạn thấy rất nhiều lớp quả khác nhau. Nhìn chung là thu hoạch cà này rất là vất vả bởi vì nó bụi của cà rất là ngứa và rậm. Và mỗi một xà bóc bộ với thời kỳ thu hoạch rộ thì có thể lên tới một tạ 2 đến một tạ rưỡi quả. Trong vòng 3 đến 5 ngày sẽ thu hoạch một lần. Hôm nay mình giới thiệu với quý vị các bạn cái giống cà chịu nhiệt rất là tốt ở quê mình. Nếu quý vị các bạn có canh tác cây cà này, có kinh nghiệm hay thì quý vị các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị các bạn phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.